Nó là cái vấn đề về bệnh sỏi thận. Thì năm 2019 em có đi mổ sỏi thận thì một viên, nhưng mà sau cái thời gian nó ngắn lắm, chỉ tầm khoảng tầm 3 tháng thôi, mình nghĩ là nó cũng đau, là nó có vết thương nó vẫn không chưa lành. Thế nhưng mà sau khi cái đau rồi đi khám lại thì hóa ra nó lại lên sỏi nữa. Lên sỏi nữa thì từ thời điểm đấy trở đi thì mình cứ dùng đi tìm các loại sản phẩm, mình chọn những loại sản phẩm uống uống, nói chung là nó cũng không không có kết quả được tốt, bởi vì nó liên quan đến cái khi mà mình uống những cái sản phẩm kia nó không được tốt thì nó lại ảnh hưởng đến dạ dày và đại tràng của mình, cộng thêm cả vấn đề về sức khỏe nó không đảm bảo. Thế thì sau cái thời gian có những thời gian trước thời gian đấy thì là các bác tỉnh bác đã có chia sẻ về sản phẩm chưa đi rồi, nhưng mình chưa đón nhận. Thì sau mãi thì sau thời gian mới cách đây là khoảng tầm 3 đến 4 tháng nay thì mình cũng có nó to quá, đi tiểu nó mới khó là một, cái thứ hai cái sức khỏe mình nó cũng ngày đau người rồi ê ẩm, thì cái suy nghĩ cũng nó tiêu cực là mình không biết mua dùng sản phẩm nào để nó tốt được, nó cải thiện được sức khỏe mà để cho khỏi đó nhỏ đi. Thế thế thì sau khi mình đang ở góc độ tiêu cực thì và bác tỉnh lại bác quyền đã có giới thiệu đến sản phẩm lại để những cái sử dụng người trong người còn có độ khoảng tầm 1 tháng rưỡi, chưa chưa là 1 tháng, khoảng 20 ngày thôi. Thế thì nó mới có hiện tượng, uống vào sau có hiện tượng khi nó bắt đầu nó đi tái ra máu thì sợ quá thì gọi cho thủ lĩnh, gọi thủ lĩnh quyền không được thì lại gọi cho thủ lĩnh tỉnh, gọi thủ lĩnh tỉnh thì thủ lĩnh tỉnh mới bảo chúc mừng. Thế thì lúc khi là đang đang còn ở cổng tổ, nghe là hoang hoang mang sợ quá là đái ra máu thì bảo chúc mừng, nghe nó cũng cái gì nó cũng thấy sợ sợ. Sau khi mà nghe thấy thế thì bác tỉnh bác ấy tư vấn thêm thì chúc mừng thêm thì bác ấy bảo là thế là chúc mừng cháu thì cháu đã ấy là trong khi uống bác giải thích là nhưng cái chuyển hóa cơ thể đấy thì cái viên sỏi đấy nó đang di chuyển mà làm cho mình nó đau, và đúng thế thật, sau khi mà uống nó đau quá, nó di chuyển nó đau quá thì sau độ khoảng tầm hơn 10 ngày sau nữa nó lại đau nó lại đái ra máu mà lại lại sợ. Thế sau khi mà uống nó đau chỉ đau có một ngày thôi, đau có một ngày thôi thì mình vẫn uống, quyết định uống, sau vẫn tin tưởng là TV nó sẽ làm được. Thế thì vẫn quyết định uống, thì sau uống thì sau khoảng tầm mùng 2 tháng 6 thì bắt đầu quyết tâm là sử dụng là siêu đi. Thì lúc đấy em bảo là hai bác là của tôi thì bác đăng ký cho cháu một cái mã, cháu mở ra mở một cái mã này cháu sử dụng như nào thì các bác dạy thêm. Thế thì mua sản phẩm, mua rất là nhiều sản phẩm để uống, thì uống từ điểm đấy đến bây giờ là rơi vào tầm khoảng gần 3 tháng thôi, chưa được 3 tháng. Thế thì có kết quả là hôm 27 tháng 7 vừa rồi đây là có đái ra 2 viên sỏi, mỗi một viên là nhỏ bằng hạt gạo nhưng mà nó lại rất sắc cạnh, rồi nó đau rất là nhiều, nó cảm giác như chị em mà đau đẻ như nào, khả năng mình bằng một lửa như thế đấy. Thế thì sau cái thời gian đó thì vào tầm khoảng 21 giờ vào ngày 27 đấy đái ra 2 viên sỏi. Sau đến ngày hôm sau thì nó vẫn tiếp tục và khó chịu đến mức độ cũng là cũng nghĩ là chắc là 2 cái viên sỏi đấy nó làm cho mình xước, xong nó sưng cái đường tiết liệu của mình lên, nó làm mình đi tiểu nó vẫn cứ đái rất 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 mà mình không hiểu tại sao không nó lại như thế. Thế thì đến chiều tối đến tầm khoảng 14 à 16 giờ 30 ngày hôm mùng 8 ngày hôm qua đấy, mùng 1 tháng 8 hôm qua đấy. Thế thì khi mà đưa đứa con đi 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 học và thêm về thì về đến nhà thì mình buồn vệ sinh hóa vào nhà vệ sinh thì mình vệ sinh xong cái khi mình vệ sinh cái thì cái viên sỏi nó to, nó bằng đây như mọi người nhìn đấy, sỏi nó rất là to này, đấy, mọi người nhìn Trời đấy, ơi. đấy cái viên sỏi to đấy, nhưng mà
làm cái nó phun ra, nghe là ở mà nghe con một cái phun vào bồn. Thế là sau khi khi mình nhìn thấy thế thì mình kho tay vào mình nhặt ra để mình rửa. Thế thì hạnh phúc quá mà mừng quá, thì lúc đấy là nhà nó cũng quá hạnh, nhà không biết đi chia sẻ ai. Thì sau khi mà nhặt vào cái hộp sữa của hộp sữa chua đấy, thế này thì mang sang hàng xóm một các bác các cô ở bên bên hàng xóm mình mở thì mình chia sẻ. Sau gọi điện cho thủ lĩnh tỉnh, thế là cũng gọi điện chia sẻ, ông rồi chụp cho bác tỉnh nhìn thấy, bác lại chúc mừng ấy. Mà thật sự là một câu là rất là hạnh phúc, bởi vì trước đây khi mà bị sỏi thận thì đi khám hoặc là lúc đi mổ thì các bác sĩ bác cũng bảo rồi, gọi là cái bệnh này là sống mình sống cả đời rồi đó. Mình nghe tôi thế đã thấy sợ, đã hoang mang. Còn một lần mổ, hai lần mổ nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều, bởi vì khi người ta tiêm thuốc tê vào người ấy, thì tất cả cái bộ phận nào về trên cơ thể mình cũng như xương khớp mà mình yếu là nó bắt đầu nó cái thuốc tê nó vào đầu tiên là cái đốt sống lưng của mình đấy, nó rất là khó chịu. Xong đến cái khớp tay đấy, tức là khi mình đi mổ là như thế. Thế sau khi mà về là cái sức khỏe nó rất là xuống, mình không nghĩ là mình nó xoải nó lên nhanh quá, bởi vì trong phòng nó chỉ có độ khoảng tầm 2 đến 3 tháng mà nó lại sang co, lại sang ngửa, mà mỗi một lần đau thì lại biết là đi khám thôi. Mà đi khám thì uống không có kết quả gì, cũng thấy nó sốt ruột, mà cái tư tưởng của mình và cái suy nghĩ của mình có đi một cái chiều hướng lệch lạc. Bởi vì khi mà sức khỏe nó đi xuống thì tốc độ tiêu cực trước tiên là về cái suy nghĩ tiêu cực và cộng thêm cái vấn đề gia đình, nó sinh ra con người của mình rất là nó bình tĩnh, nó nói là bình tĩnh, cứ hay cáu cẳn vớ vẩn linh tinh với vợ con, hoặc là cả nhiều khi đi làm nó ngủ đến cả đồng nghiệp. Thì khi mình làm nó mệt mỏi thì nó sẽ phát ra những cái ngôn từ nó không được hay. Nhưng sau khi mình nghĩ lại thì thế là nó không tốt, nhưng mà trên thực tế là nó là do cái vấn đề về sức khỏe đấy. Thì sau khi mà được bác tỉnh và bác quyền giới thiệu sản phẩm hiện tại thì đến bây giờ thì sản phẩm là rất là yêu sản phẩm và rất có niềm tin vào sản phẩm. Chúc mừng em Huy, mọi người đã lắng nghe. Vâng, cái gì giữ lại nhưng mà viên sỏi thì không nên giữ lại trong, đúng không ạ? Một thần thì anh chị biết rồi, thần không phải là nam hay nữ, mà đặc biệt đàn ông nữa, mà nó bị thì là sinh lý nó sẽ giảm. Mà khi mà sinh lý nó giảm á thì tính tình nó cáu gắt, nó đơn giản vậy thôi, đúng không ạ? Là không cân bằng hormone thì nó sẽ tính tình nó sẽ khó chịu. Phụ nữ cũng vậy, không có chồng thì cũng tính tình khó hơn. Thì vậy thì đàn ông cũng vậy thôi, mà cái cảnh mà đã bị đây là có thể là cơ thể em là cơ địa sinh nó bị xong này, nó bị đặc. Do đó là riêng bộ ba thanh lọc rồi thì em phải cái này về phối sản phẩm thì có chỉ thị rồi, em dùng thường xuyên cho nó sạch, cho không còn nó bị trở lại. Chứ không phải ấy, nếu như là mổ một lần rồi mà em lại bị thì chắc chắn là nó sẽ bị lại lần nữa. Hồi xưa tôi tích lại được một hũ luôn đó các anh chị, không phải của Nguyệt đâu. mà của người bên cạnh mình cứ bị mấy tháng là nó bị, mấy tháng là bị. Rồi hồi đấy có đi tán, sau đó nó tán xong nó lại bị lại, sau đó thì dùng cứ một lần như vậy nó ra. Không biết em đã phải chỏng mong lên chưa? Tức là nó đau chỏng mong lên. Đấy, rồi cuối cùng là nhờ sản phẩm nó cứ làm rửa sạch đi, sau đó nó mới phục hồi lại được một quá trình. Chúc mừng em Huy. Và sáng ngày hôm nay một chuyên đề quan trọng đó là không ai khác, Nguyệt mời lên.